Từ nay về sau, người không cần phải tốn công nữa. Người dám? Tại sao không dám? Ta có thể làm hoàng thượng xa lánh người, chán ghét người, không bao giờ gặp người nữa. Người làm không được. Hoàng đế sẽ không tin lời ngươi nói. Hoàng thượng vốn dĩ sẽ không tin đâu. Nhưng Tiền Chính Nguyên đại nhân đột nhiên té ngựa mà chết, người nói ngài ấy sẽ nghi ngờ ai đây? Độc phụ là ngươi. Thái hậu người yên tâm đi, hoàng thượng nhất định sẽ không giết người đâu, nhưng cũng sẽ không tha thứ cho người. Từ nay về sau người có thể tiếp tục làm thái hậu cao cao tại thượng như Bồ Tát ở trong Hòa Anh Điện vậy, chỉ là trưng bày một cách cao quý. Người từ từ mà hưởng thụ quãng đời còn lại đi, bởi vì ngày tháng sau này người sẽ phải sống trong ăn năn hối hận.